Đây là trạm xe điện ngầm có độ sâu sâu nhất thế giới các bạn, 116m, tương đương tòa nhà 40 tầng. Ngay tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Thành phố có số dân lớn nhất Trung Quốc. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ rưỡi trưa ngày 4 tháng 11 2024. Đây là thành phố Trùng Khánh, đô thị có số dân đông nhất Trung Quốc các bạn. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xe điện ngầm đến trạm Hủng Diễn Xuân, đường Lai số 9. Và đó là trạm xe điện ngầm có độ sâu sâu nhất thế giới các bạn, 116m, tương đương với tòa nhà 40 tầng ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây chính là đường Lai số 6 ngay khu vực khách sạn của mình, để xem đi đến đó cảm giác như thế nào. Đây đường Lai số 6 khu vực khách sạn Xiao Sửa Chưa. Rồi, chúng ta mua vé các bạn ha. Hiện tại chúng ta đang ở đây. Bấm qua chữ tiếng Anh chưa? Rồi con. Bây giờ bấm qua đường Lai số 9. Hiện hơi lâu nha các bạn. Đường Lai số 9 thì chúng ta sẽ đi đến trạm này là Hủng Diễn Xuân, có nghĩa là Hồng Nham Thôn. Thôn Hồng Nham các bạn nha. Và cái trạm này sẽ giao với đường Lai số 5. Rồi bấm vô. Đây chính là cái trạm có độ sâu 116m đó. Một thẻ là 3 tệ các bạn nha. Rồi chúng ta đi. Như vậy ngay tại thành phố Trùng Khánh này, chúng ta thấy có một số đặc biệt. Đó là trạm xe điện ngầm bay xuyên qua tòa nhà 19 tầng. Điểm thứ hai đó là tòa nhà ma thuật. Trên lệch độ cao giữa cái tòa nhà ma thuật đó với cái mặt đường là 22 tầng. Bây giờ là trạm xe điện ngầm có độ sâu nhất thế giới, 116m, tương đương tòa nhà 40 tầng. Đây các bạn xem nha, đây là Xiao Sửa Chưa, đường Lai số 6, đi đến đường Lai số 9. Vũ Lý Điện. Vũ Lý Điện. Vũ Lý Điện chứ. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ ra ở trạm Vũ Lý Điện, chuyển qua đường Lai số 9 và đi đến trạm Hồng Nham Lộ. Đó ra là đường Lai số 6 giao với đường Lai số 9 ở hai trạm các bạn nha. Đây là trạm đầu tiên, có nghĩa là Giang Bảy Trấn, Giang Bắc Thành. Và trạm thứ hai đó là Ngũ Lý Điện, Ngũ Lý Tiên. Rồi chúng ta vô đường Lai số 9 ở trạm này luôn nha. Rồi chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Đây chính là trạm Hủng Diễn Xuân, có nghĩa là Hồng Nham Thôn. Đây là trạm có độ sâu 116m. Tại sao lại có độ sâu này? Là bởi vì khi mà họ xây dựng hệ thống điện ngầm ở trong thành phố, do địa hình của Trùng Khánh, cái thôn này thì nằm trên cao, do đó là để liên thông tất cả các trạm buộc lòng sẽ phải xây sâu. Bây giờ chúng ta đi nha. Đường Lai số 9 ngay trạm này giao với đường Lai số 5. Nếu đi bộ sẽ đi rất là cao các bạn nha. Bây giờ chúng ta đi thang cuốn đi lên. Đây là thang cuốn thứ nhất nha. Đây là thang cuốn thứ nhất nha. Thông tin trên mạng nói là tất cả là 7 thang cuốn. Đi thang cuốn mà lên tới nơi thì khoảng độ 10 phút. Còn nếu mà đi bộ là coi như là mênh mông luôn. À, chúng ta sẽ đi ra ở cửa số 4 các bạn nha. Các bạn lưu ý cửa số 4. Bây giờ các bạn để ý nha, bây giờ là 13 giờ 45 phút, chúng ta đi nè. Đó, hồi nãy chúng ta đi qua một cầu thang rồi đó, thang cũ nha. Bây giờ đi tiếp tục nha, mình sẽ quay hình cố gắng liên tục luôn. Thực sự là trong chuyến đi này Tùng xin cảm ơn rất nhiều, có một quý vị khán giả tên là anh Vin Diệp đã bình luận rất nhiều thông tin về Tứ Xuyên, về Trùng Khánh và về Trung Quốc các bạn. Nhờ đó là Tùng có thêm một số gọi là đề tài làm video. Đây, cầu thang số 2. Trời ơi, nó dốc lên như vậy luôn nè. Trùng Khánh cũng là đô thị có trạm xe điện ngầm sâu thứ 2 ở Trung Quốc các bạn. Đó là trạm Hủng Thủ Ti nha.
Rồi, chúng ta đang tính ha, đây là cầu thang số 2, thang cuốn. Rồi, chúng ta tiếp tục lên thang cuốn số 3. Quá trời không? Đi bộ là hơi mệt đó các bạn. Ôi ôi. Quá trời. Rồi, vẫn tiếp tục ha. Cầu thang số 3. Mà là khá là dốc các bạn, một cái dốc ở độ này khoảng bao nhiêu độ ta? Càng lên cảm thấy càng dốc. Rồi, chúng ta tiếp tục lên thang máy số 4. Xin lỗi, đây là thang cuốn. Chúng ta để ý là cái trạm này không có nhiều người đi các bạn. Có thể lý do là bởi vì cái thôn này vào thời điểm này nó xa trung tâm ha. Một lần nữa là ngay tại đô thị Trùng Khánh này, chúng ta đã thấy là cái xe điện ngầm nó bay xuyên qua cái tòa nhà 19 tầng cũng bởi vì lý do địa hình. Và cũng vì lý do địa hình mà cái tòa nhà ma thuật nó nằm ở tầng thứ 22, nhưng mà đi ra thì lại ra tới mặt đường. Đây chính là sự thú vị của Trùng Khánh. Nếu quý vị chưa từng xem những video đó thì quý vị xem nhé. Đó, nói tiếp qua chính là cái thang cuốn số 5. Quá trời luôn, nãy giờ chúng ta tính. Chúng ta đã có tất cả là 26 ngày ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh các bạn nha. Chuyến đi này đối với mình thành công. Và nó thực sự rất là thành công về mặt ghi hình video. Từ Kim Đỉnh Nga Mi Sơn đến đạo thành Á Đinh, Củ Chạy Câu, núi Tứ Cô Nương đều rất rất đạt. Chỉ có một cái không đạt, đó là lượng view rất thấp, bù lỗ chi phí rất nặng. Vẫn là cố gắng gọi là tiết kiệm tiền hoặc là sử dụng sổ tiết kiệm để mà đi, để ghi hình. Rồi, chúng ta thấy tiếp tục luôn nè. Đó, thang cuốn số 6. Thang cuốn số 6 thì tính là thang cuốn số 5, tính mà chúng ta thoát ra đó. Mình sẽ đo một thang cuốn đi trong vòng bao nhiêu giây các bạn nha. Ở đây nếu mà không có hệ thống thang cuốn này là đi bộ lên là mệt lắm luôn á. Đọc thông tin trên mạng thì có một số trạm xe điện ngầm ở Triều Tiên và ở một nước khác nữa thì có thể chịu được bơm hạt nhân các bạn. Không rõ là cái trạm này với cái độ sâu 116m có chịu được hay không, có thiết kế như vậy hay không. Okay. Như vậy là để đi một cái thang cuốn như thế này là mất khoảng độ 50 giây đó các bạn. 50 giây nha. Đây là thang cuốn số 6. Tính là thang cuốn số 7 rồi, tính từ dưới lên luôn. Thấy bên trên ra luôn chưa Minh, hay là còn tiếp nữa? Đây là thang cuốn số 7 rồi đó. Hả, còn một cái nữa hả?
Như vậy là tất cả là tới 8 thang cuốn nếu mà tính từ lúc xuất ra đó, khỏi xe điện ngầm. 8 thang. Và khi mà ra khỏi cái thang cuốn thứ 8 thì mình sẽ nói về cái độ thời gian các bạn nha, là lúc mấy giờ. Trong đây mình không thể nào quay một cách liên tục không dứt được, bởi vì lúc mà lên thang cuốn này, lúc lên lúc xuống có những lúc bị trục trặc á. Cố gắng để mà quay đây một cách liền mạch. Rồi, chính xác luôn. Đây là thang cuốn số 7 nhưng mà tính từ bên dưới là thang cuốn số 8. Wow. Rồi. Chúng ta nói sơ sơ là chúng ta đã đi qua một tháng, gần một tháng ở Vân Nam các bạn ha. Từ Cung Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La, Mai Lý, Tuyết Sơn, Hồ Lưu Gu, rồi đi về Tây Sông Bản Nạp. Chúng ta cũng đã đi Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Bắc Kinh, Phổ Đà Sơn, Hoàng Sơn, Hồng Thôn, Nam Kinh, Dương Châu, Thái Sơn, Đông Bắc Kinh. Đó, một tháng ở Tân Cương và bây giờ là một gần một tháng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Rồi, chúng ta đi ra bây giờ là mấy giờ mình? 13 giờ 54. Điều này có nghĩa là chúng ta đã đi tất cả là 10 phút. 10 phút các bạn nha, sử dụng thang cuốn đi 10 phút mới ra được cái nơi. Nếu mà đi bộ là coi như là không biết đi bao lâu luôn. Quá trời không. Rồi, chúng ta đã chinh phục nhà ga xe điện ngầm sâu nhất thế giới bằng thang cuốn. Bây giờ nếu mà đi bộ mà đi bằng thang bộ xuống dưới cũng lâu lắm các bạn. 860m. Tôi nghĩ gì vậy? 860 bậc thang hả? Không phải. Cái đâu phải bậc thang. Rồi, đây là đường lai xe điện ngầm số 9. Ok, đường lai số 9 các bạn ha. Trạm Hủng Diễn Chun Hồng Nham Thôn. Đó, cửa ra là cửa số 4. Đây chính là cái thôn, và cái thôn này ở trên đỉnh đồi á. Rồi, cái trạm này đặc biệt nè, họ tạo luôn cái chữ này luôn, Hủng Diễn Hồng Nham Ti Thè. Vậy là 860 cấp ha. 860 cấp là 860 bậc. Rồi thôi, quay ngược trở lại.
chỗ nọ